mình thấy người ta mừng, rồi mình ngồi chơi mình hỏi thăm người ta, rồi mình về mình mừng, mừng ngon thì mình để dừa dừa khô, chắc lấy nước dừa khô đó để vô bột thì nó ngon. Cứ vậy mình cứ làm hoài. Chứ kêu nghỉ thì không nghỉ đó. Chứ lợi thì không có bao nhiêu hết trơn. Nó hỏi con làm bán có ngàn cái không mà lên cho nó là ngàn cái đó, rồi con tính đi ngàn cái lợi với ai. Nhiều khi ngoại ngồi hả, từ 5 giờ sáng ngoại đi ra ngoại ngồi cho tới 8 giờ tối ngoại mới vô. Không ăn cơm luôn. Không ăn tại vì con biết sao, mê làm không ăn. Bởi vì ngoại ngồi ghét lưng ngoại cộng chứ. Nhắc đến những món ăn vặt bất hủ của tuổi thơ, không thể không kể đến bánh kẹp. Mà nhắc đến bánh kẹp ở thủ phủ miền Tây, lại không thể không nhắc đến ngoại chính, người phụ nữ đã dành cả thanh xuân đổ bánh mưu sinh. Cách đây một năm, ngoại chính vẫn còn khỏe lắm, đôi bàn tay thoăn thoắt đổ được chục mẻ bánh thơm nức mũi. Ấy vậy mà khi quay lại Cần Thơ một lần nữa, Jackin thôi chỉ biết xót xa với hình ảnh ngoại chính lụi cụi bên lò bánh, giờ chỉ còn là những thước phim của quá khứ. Con tên là Lê Thị Vân, là con gái thứ hai của ngoại. Nói thì có nhỏ thì ngoại không nghe, nói lớn thì ngoại nói trời ơi làm gì nào cứ dưới trời. Con này nó không chịu có gia đình. Nói có gia đình rồi đi theo người ta rồi bỏ mẹ ở nhà. Ngoại kể rằng ban đầu ngoại làm bánh kẹp cốt chỉ để có đồng ra đồng vào, nhưng càng làm ngoại càng say mê, nên dù đã lớn tuổi mắt yếu lưng còng, ngoại vẫn gắn bó với gánh hàng đã cùng ngoại nuôi sống cả một gia đình. Lúc nhỏ thì ngoại đi học, rồi xong rồi bắt đầu bà mới đi buôn bán rau bán cải. Bà ngoại nói thôi giờ bán rau chạy hoài, người ta đuổi hoài chạy hoài, thôi giờ về đổ bánh bán đó. Là ngoại bán nuôi mấy chị em luôn, cũng như ngoại làm như để đừng có nhớ con nhớ cháu đi xa vậy đó. Già cả rồi đâu có ai bước đi đâu được, thành ra thôi để làm đi giết thời gian. Cứ vậy mình cứ làm hoài. Chứ kêu nghỉ thì không nghỉ đó. Chứ lợi thì không có bao nhiêu hết trơn. Nó hỏi con làm bán có ngàn cái không mà lên cho nó là ngàn cái đó, rồi con tính đi ngàn cái lợi với ai. Nhiều khi ngoại ngồi hả, từ 5 giờ sáng ngoại đi ra ngoại ngồi cho tới 8 giờ tối ngoại mới vô. Không ăn cơm luôn. Không ăn tại vì con biết sao không, mê làm không ăn. Bởi vì ngoại ngồi ghét lưng ngoại cộng. Rồi con biết không, ở đây đâu có ai dám nấu nồi đâu. Sợ, thấy cảnh ngoại biết lên công sợ. Rồi năm tháng đi qua, ngoại chính cũng không còn đủ minh mẫn và sức khỏe để làm bánh. Lò bánh kẹp tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ còn đỏ lửa. May sao, dì hai dẹp hết mọi bộn bề về nhà tiếp lửa cho cái nghề mà dì luôn cho rằng quá vất vả. Con này nó không cho tôi mừng. Thứ hai, nhỏ này thứ hai nè. Nó nói má mừng chi nữa, mệt lắm. Má già rồi má mừng chi nữa, để tôi mừng. Nó không cho mừng. Tôi mừng đó, rồi má bán ra má lấy tiền nhiều đó má lấy đi, còn nhiều đưa tôi. Má đừng mừng gì nữa. Nếu như mà dì hai mà không ấy đó, thì bà ngoại cũng vẫn làm bình thường à. Vậy là món bánh kẹp nước tiếng Cần Thơ theo đúng công thức của ngoại chính
lại được tái hiện bởi con gái lớn của ngoại, người mà năm nay cũng đã ngoài 70. Những chiếc bánh kẹp trong thì chẳng có gì, nhưng hóa ra lại làm rất công phu. Bởi công đoạn nào cũng đòi hỏi phải làm với tất cả sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và kỹ càng. Sai một ly là đi một mẻ bánh. Để như mình đi đường, mình thấy người ta mừng, rồi mình ngồi chơi, mình hỏi thăm người ta, rồi mình về mừng. Mừng ngon thì mình để dừa khô, vắt lấy nước dừa khô đó để vô bột thì nó ngon. Rồi ở đường rồi vô mừng ngon, rồi bán rẻ nữa, trời bán nướng nhiêu ra hết nhiêu. Cắn một miếng bánh kẹp ngoại chín, đầu tiên bạn sẽ cảm nhận được mùi thơm nhẹ nhẹ, mộc mạc của bột và trứng. Tiếp theo đó là chút mềm mềm, dẻo dai, béo béo của chiếc bánh mới ra lò. Và khi bánh đã nguội hẳn thì chính độ giòn dai, nhẹ bỏng lại là thứ khiến tâm hồn bạn reo vui như trẻ nhỏ được quà. Hồi cái lúc mà cô còn nhỏ đó là ngoại xay bột quá, rồi cô mới ngồi cô mới xay tiếp ngoại. Hồi lúc đó không có đồ người ta làm sẵn đâu, hoàn toàn lấy thủ công tay chân không đó. Cô hai thì xay bột thì ngoại nào dừa, rồi cô bỗng ngoại nào dừa cô hai xay bột, hai mẹ con thay phiên nhau làm xong rồi bắt đầu dọn ra đó, dọn ra rồi ngoại cho ngoại nướng hơi rồi cái cô hai mới ra là chỉ bán thôi chứ không đâu biết đổ, nhỏ không biết đổ. Nhìn dì hai cầm cùi làm bột bánh, chuyên tâm đổ từng chiếc bánh mỏng thơm, vàng rượm, người ta lại bồi hồi như được nhìn thấy ngoại chính của ngày nào. Vẫn chiếc khuôn ấy, mẻ bột ấy đã cùng bao nhiêu thế hệ người dân Cần Thơ ngược xuôi đi qua bao năm tháng. Mai này, liệu có còn ai tiếp bước dì hai giữ gìn cái nghề của ngoại, hay món bánh nức tiếng một thời rồi sẽ mất hút khỏi nhân gian?